giấy đó. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp ngôi nhà từ giấy nha. Bước 1, cô gấp đôi tờ giấy lại sao cho hai mép giấy trùng với nhau. Rồi dùng tay miết nhẹ để tạo nếp gấp. Sau đó mở tờ giấy ra như lúc ban đầu, gấp phần ngoài của tờ giấy vào đường nếp gấp đã tạo. Bên đây cô thực hiện tương tự. Bước 2, cô gấp đôi tờ giấy lại sao cho hai mép giấy trùng với nhau. Rồi mở tờ giấy ra. Tiếp tục gấp phần trên của tờ giấy xuống đường nếp gấp đã tạo. Cô mở phần vừa gấp. Lúc này cô có 4 hình vuông. Dùng tay cầm một góc của ô vuông thứ nhất, bẻ xuống nếp gấp của ô vuông thứ hai. Đè phần giấy bên trên xuống, thế là cô có được một góc của mái nhà. Bên đây, cô thực hiện tương tự. Phần giấy còn lại cô gấp ngược lên phía trên. Vậy là cô có được ngôi nhà rồi. Cô dùng bút lông trang trí cho mái nhà. Cô thực hiện tương tự như vậy cho đến hết mái nhà. Rồi dùng thước vẽ hai cửa sổ và cửa chính để hoàn thiện ngôi nhà của mình nhé. Vậy là chúng ta hoàn thiện ngôi nhà vậy rồi. Vậy là cô đã hướng dẫn các bạn cách gấp ngôi nhà bằng giấy rồi. Cô chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.